Top 10 câu hát trên phủ sóng mạng xã hội năm 2019. Hát trên 1, chị hiểu không? Câu nói này bắt nguồn từ một vụ cãi vã về việc cầm nhầm túi xách giữa hai cô gái diễn ra vào giữa năm 2019. Trong video lan truyền trên mạng, nữ chính bị bắt gặp xách túi của người tại trận, nhưng lại liên tục chối tội và giải thích với câu nói lặp đi lặp lại chị hiểu không? Với giọng điệu cùng tình huống gây cười khiến cư dân mạng không thể bỏ qua cơ hội chế ảnh. Hát trên 2, để Mị nói cho mà nghe. Là một câu trong MV Để Mị nói cho mà nghe của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Video trên không chỉ thành công về lượng view mà lời ca trong MV cũng gây bão mạng với câu khẩu ngữ được nhiều bạn trẻ sử dụng. Hát trên 3, lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Với giai điệu vui tươi cùng lời bài hát thú vị đi đu đưa đi của ca sĩ Bích Phương đã trở thành chủ đề chế ảnh của cư dân mạng. Không chỉ tên bài hát, câu hát lúc đi hết mình, lúc về hết buồn cũng trở thành câu chế phổ biến trên mạng xã hội. Hát trên 4, nhiều tiền để làm gì? Trong năm qua, có thể nói vụ ly hôn nghìn tỷ đồng của vợ chồng vua cà phê đã thu hút sự rất đông chú ý của dư luận. Khi tranh chấp việc phân chia tài sản chung, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có nói một câu tiền nhiều để làm gì, và sau đó đã trở thành hát trên được chia sẻ nhiều nhất trên các trang mạng xã hội. Hát trên 5, bộ phim Về Nhà Đi Con. Bộ phim Về Nhà Đi Con là bộ phim thành công nhất của truyền hình Việt Nam năm qua với hàng loạt câu thoại kinh điển được các bạn trẻ dần dần chia sẻ. Trong đó, nhân vật Ánh Dương với tính cách hoạt bát, hài hước được cư dân mạng ưu ái hơn cả với câu thoại kinh điển thanh xuân, như một ly trà. Hát trên 6, nhà còn bao việc. Câu nói này được nhân vật Thịnh Ngựa do diễn viên Đỗ Duy Nam đóng trong phim Mê Cung, trình chiếu trên kênh VTV3. Trong một phân cảnh khi bị thẩm vấn, nhân vật Thịnh Ngựa trả lời, nhà em còn bao việc. Ngay lập tức câu nói đã trở thành hát trên. Hát trên 7, toang thật rồi bu em ạ. Được nhắc đến trên kênh YouTube 1977 vlog, cụ thể là video chị dậu parody kỷ nguyên hắc ám. Có đoạn nhân vật có nhắc đến câu toang thật rồi bu em ạ. Và ngay tức khắc đã trở thành câu cửa miệng của rất nhiều bạn trẻ trong năm 2010. Hát trên 8, tầm này liêm sỉ gì nữa. Bắt nguồn từ một đoạn phóng sự trong cuộc thi công chức, có đoạn anh T cũng chép bài, cũng hỏi bài như ai. Đến tầm này liêm sỉ quan trọng gì nữa. Ngay tức khắc câu nói này đã được cư dân mạng nhắc đến trong một thời gian dài. Hát trên 9, mày biết tao là ai không? Câu nói có vẻ rất quen thuộc, và nó gây bão mạng xã hội trong năm 2019 khi liên quan đến vụ lùm xùm ở sân bay. Hát trên 10, tà tữa. Câu hát trên bắt nguồn từ MV nhạc chế Chuyện Xóm Trọ của Hậu Hoàng. Thì thay vì sử dụng tên gọi trà sữa, các thanh thiếu niên đã đổi nó thành cái tên vô cùng hợp lý là tà tữa.